Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta cùng bắt đầu vào một trò chuyện cuộc sống thì Cát Ly xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một vài hình ảnh sau đây. Du lịch cộng đồng hay còn được gọi là du lịch homestay là loại hình du lịch dành cho những ai thích khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương. Đến với loại hình này, du khách sẽ cùng ăn ngủ tại nhà dân, sinh hoạt và lao động cùng với người dân để tự mình trải nghiệm những nét văn hóa bản địa độc đáo. Thưa quý vị, Việt Nam là một đất nước có địa lý trải dài với nhiều địa hình khác nhau. Chính vì vậy mà phong tục tập quán của nhiều vùng miền cũng rất là đa dạng và phong phú. Do đó, mô hình kinh doanh du lịch homestay hiện đang rất là phù hợp và dễ phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, là mô hình kinh doanh du lịch homestay này sẽ phát triển như thế nào và làm như thế nào để chúng ta có thể thực sự hấp dẫn du khách thì Cát Ly xin mời quý vị sẽ cùng tham gia vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cùng gặp gỡ với hai vị khách mời đặc biệt. Vị khách mời đầu tiên Cát Ly xin giới thiệu là một vị khách mời đến từ Bến Tre. Xin giới thiệu chú Mười Nở. Chào chú ạ. Chào Khánh Ly, chào quý vị khán giả. Ngay sau đây thì Khánh Ly xin được giới thiệu một vị khách mời nữa. Đặc biệt là anh chàng này điển trai nè, năng động và rất là thích đi du lịch. Xin giới thiệu MC Quang Bảo. Xin chào Khánh Ly, cảm ơn những lời khen vừa rồi của Khánh Ly nha. Xin chào quý vị khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày. Không biết là chú Mười với lại Bảo là biết nhau khi nào ta? Có một dịp tình cờ mà Quang Bảo đã đến Bến Tre xong vào để thăm cái mô hình homestay và Quang Bảo đã có dịp trải nghiệm với gia đình. Bảo ở đó mấy ngày? Bảo ở đó là 2 ngày 1 đêm. Chú Bảo ở 2 ngày 1 đêm thì chú có ấn tượng gì về cái chàng trai này? Con thì con thấy là anh này anh quậy lắm. Mời gặp Quang Bảo thì thấy chàng trai điển trai này dễ thương lắm. Rồi thôi bây giờ chú cháu mình bắt tay nhau một cái đi, bắt đầu nè. Bắt tay là bắt đầu đúng không? Dạ. Chú Mười nè, biết là chú Mười đã kinh doanh mô hình du lịch homestay được bao nhiêu lâu rồi chú hả? Chú làm nay gần 5 năm rồi. Nhưng mà cái ý tưởng ban đầu là vì sao mà chú lại tìm đến cái loại hình du lịch này ạ? Ban đầu chú có một đứa con thôi, nó đi học tới lớp 11, 12 rồi nó lại bệnh. Thì nó nghỉ, nó không học được thì nó mơ ước của nó là nó đi làm hướng dẫn du lịch. Và cái suy nghĩ của con nó không thành. Thì có một cái cơ hội Mười thấy khách Tây nó đã về ở trong khu vực xã Nhân Thạnh để trong cái làng nghề đó. Nó coi chiếu, coi đồ thì mình nghĩ lại nếu cái này mình cho khách ăn, nghỉ ở lại quan tiêm thì nó vui để làm giống như cái tour cho con mình, nó có thể nó giải trí, nó hướng dẫn khách. Từ đó thì mình làm, bắt đầu mình làm. Con biết là khi mà Bảo đến với chỗ chú Mười thì chú Mười có những cái hoạt động gì đã trải nghiệm cùng với Bảo ạ? Đến với chỗ Mười Nở thì có nhiều hoạt động lắm. Nếu mình xem giống như đêm Noel ở quê thì mình đi cùng với Mười Nở đi ra bến ghe, xong mình bơi theo trên dòng sông đó, mình coi những con đom đóm nguyên tùm như vậy. Giống như cây Noel mà vậy. Coi như đó là một trong những cái hoạt động thú vị. Rồi con nhớ là hồi xưa là chú cho con giống như là bắt ốc ma. Đi hái dừa, làm cái gì nữa ta? Đi câu cá bóng. Khi mà câu xong là coi như mình đem chiến lợi phẩm của mình về và mình nấu ăn ở dưới đó luôn. Nó cũng là một thú vui. Rồi bên đó là nhà cạnh đó là những cái làng nghề làm đũa nè. Ở nguyên một cái khu vực đó, một cái tổ hợp vậy đó, mọi người liên kết cùng với nhau để mà đẩy mạnh cái chuyện đó lên và tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người. Quý vị thân mến, nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe rất là nhiều những chia sẻ về những hoạt động thú vị với mô hình du lịch homestay. Thế nhưng so với những mô hình du lịch khác thì nếu như mà hướng dẫn viên là những người rất là chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn quý vị đi chỗ này chỗ kia thì homestay sẽ có một người hướng dẫn viên rất là đặc biệt, đó chính là chủ nhà. Bưởi này là 2 năm tuổi rồi đó nha. Này bưởi vườn nhà mình luôn hả chú? Bưởi vườn nhà mình, bưởi này là loại bưởi da xanh. Thì ngoài bưởi ra có thấy mình còn có dừa nữa nè. Đó dừa ta. Thì còn, mình còn trái gì nữa không chú? Còn bên kia thì dừa xiêm xanh. Rồi dừa xiêm vàng. Dạ. Ở đây là chanh, ở bên kia là cam. Cam. Ôi trồng tùm lum. Thứ nào có trái theo mùa, nhiều nhất là mùa này nó rộ là bưởi. Bưởi da xanh á, thường mình trồng như vậy thì bao nhiêu lâu thì mình lấy trái được chú? Mình trồng khoảng 2 năm cho tới chắc 2 năm rưỡi á. Đây cây này 2 năm rưỡi nè.
Cây này là nhỏ, nó bị án cây nè, cho nên nó nhỏ, còn mấy cây kia nó to ha. Bây giờ có mệt lắm chưa? Dạ cũng hơi tại vì nắng quá không quen. Mệt, bây giờ mình kiếm trái bưởi đi, cái mình sớm mình xẻ mình ăn, cái mình kiếm trái dừa cái mình uống cho nó đỡ khát. Đúng rồi đó chú. Vừa được theo dõi một vài hình ảnh rất là thú vị trong cái chuyến đi du lịch của Quang Bảo tại nhà của chú Mười. Và Khánh Ly muốn hỏi, không biết là khi mà Quang Bảo trải nghiệm những cái hoạt động đó với hướng dẫn viên là chú Mười thì cảm giác như thế nào? Cảm giác giống như là một người con được đi về thăm ba của mình cũng như là thăm bác của mình vậy đó. Rồi cảm giác thân thuộc hơn là bởi vì được ngồi uống trà sáng với chú nữa. Nếu mà đi bình thường đó là anh chị ơi, 8 giờ rồi mình tập trung nha, rồi mình đi nha. Đúng rồi, không có vui. Mình không có vui. Đúng nhưng rồi. Mà đó, còn cái này là sáng ra vừa ngủ dậy thấy chú quét sân ở đằng trước. Và sau đó là chú nói là thôi, vào đây uống trà với chú. Rồi hai chú cháu ngồi trò chuyện. Cảm giác nó thân tình lắm. Không biết là cái lần đầu tiên mà chú Mười làm hướng dẫn viên á, có khó không chú? Thật ra thì nó không khó lắm, nhưng mà lần đầu mình rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà dần dần thì mình nghĩ rằng người ta không phải là quê này. Thì người ta về quê này thì có gì mình trải ra hết thì quên mất tiêu cái bỡ ngỡ. Con thấy là mà nếu mà đi homestay thì sẽ quan tâm đến hai điều, một là lưu trú, hai là hoạt động. Bây giờ thì con muốn hỏi về lưu trú, thì hiện tại là homestay của chú Mười là có bao nhiêu phòng? Hiện tại bữa nay phát trương ra hết thảy 15 phòng. Mình đã làm được tới 16 cái nhà vệ sinh tự ngoại rồi. Nếu như nhà vệ sinh cho khách thì ở trong phòng. Còn nhà vệ sinh cho khách ăn trưa thì ở ngoài vườn cách ở đó 50 mét. Và cái không gian ăn uống thì cũng đãi cỡ 200 người cho một suất trưa. Tổng diện tích đó là một mẫu. Vườn cây bữa nay thì mình mở rộng, mình cải tạo, mình trồng theo nó lối. Có hàng, nghĩa là có cây nào nên trồng, có những cây nào không cần trồng thì mình cải tạo lại hết. Với cái mô hình kinh doanh du lịch chú đang mở rộng ra là tầm 20-30 khách, và đặc biệt là ăn trưa thì có thể đãi tới là 200 khách đúng không chú? Vậy thì không biết là chỗ của mình thì có bao nhiêu người phục vụ? Thường thì bếp nó chỉ cần khoảng chừng 10 người. Bếp xong người ta thay y phục để người ta lên người ta phục vụ cho khách. Thực đơn của mình thì bây giờ đa dạng không chú? Cũng đa dạng, nhưng mà theo phong cách quê. Về quê thứ nhất là ăn mấy cái rau mà chấm kho quẹt đồ á. Cái rau gì mà hồi đó con đi hái thằng rau tập tàn hả? Cải trời. Cải trời. Cải đất ấy. Rồi rau lan. Rau muống. Bảo thấy là cái mô hình du lịch homestay này nó có những cái ưu điểm gì? Thật ra khi mà nói với lại mô hình du lịch homestay á, thì nó rất là khác so với lại mô hình du lịch truyền thống của mình. Tại vì bình thường á, nếu mà mình làm cái tour du lịch cho khách nước ngoài cũng như là khách đến nơi thành phố xuống á, thì thường là họ sẽ bị bó buộc vào trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và cái thứ hai á, đôi khi những công ty du lịch á, họ lại kết hợp chung với lại những cái nơi mà buôn bán. Chính vì điều đó mà họ đôi khi họ vì cái lợi nhuận của họ nhiều hơn mà họ lại quên đi cái chuyện là khách đang được trải nghiệm những cái gì. Còn khi mà mình về với homestay như thế này là mình được gần gũi, mình được hòa đồng cùng với lại người dân bản xứ. Và bên cạnh đó là chú đưa ra rất là nhiều cái lựa chọn, giống như là chú hỏi là đi câu cá không con, hay là đi hái dừa không. Thì lúc đó mình cảm thấy mình thích cái gì thì mình đi làm cái đó, và mình được trải nghiệm cách rất là chân thật. Nên là đó là một những cái ưu điểm lớn nhất mà homestay đem lại. Nhưng mà với vai trò là một du khách đó nha, thì Bảo thấy là Bảo cần những gì từ cái một cái mô hình du lịch homestay? Bảo nghĩ rằng là đây là một cái mô hình mà mình vẫn còn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Bởi vì hiện tại á, du lịch homestay ở những cái khu vực mà Mekong á, vẫn là tự phát là nhiều. Mình vẫn chưa có một cái hiệp hội, cũng giống như chưa có một cái trang nào để mà coi là quảng bá cho khách nước ngoài cả. Cho nên đâm ra cũng bị một cái chuyện là hạn chế. Khách nước ngoài người ta cũng khó biết, mà giống như là họ biết đến chỉ là bởi vì là họ được nghe truyền tai nhau. Bên cạnh đó đó thì những homestay như thế này là đa phần là những người dân địa phương, họ cũng chưa có được trang bị đầy đủ mọi thứ. Về văn hóa của khách nước ngoài cũng khác nữa. Cho nên là đâm ra là đôi khi có những lúc mà nó vẫn có những cái chuyện mà nó trúc trắc nó xảy ra. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm về cái chuyện đó. Nhưng mà nếu như mà có được sự hướng dẫn rõ ràng từ chính quyền địa phương cũng như là những cái hiệp hội du lịch, thì Bảo tin rằng đây là một cái mô hình nó sẽ rất là tốt trong tương lai. Hiện nay, mô hình du lịch homestay ngày càng phát triển, nhất là tại các điểm du lịch vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.
hoặc một số điểm du lịch nổi tiếng của miền Trung như Huế, Hội An, hay một số địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam. Trong đó, tỉnh Bến Tre là vùng đất có nhiều tài nguyên du lịch. Nơi đây không chỉ có loại hình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, mà còn là nơi bảo tồn và phát triển đa dạng loại hình du lịch khác như du lịch văn hóa lịch sử, du lịch làng nghề, du lịch vui chơi giải trí. Từ đó sẽ giúp người dân địa phương làm kinh tế và tạo được thu nhập ổn định. Cái phần trò chuyện tiếp theo này Khánh Ly nghĩ là sẽ rất là phù hợp với những ai mà đang nung nấu ý tưởng là chúng ta sẽ kinh doanh theo mô hình du lịch homestay. Thưa chú, không biết là khi mà chú mới bắt đầu á thì cái số vốn mà chú đầu tư vào cái mô hình này là bao nhiêu ạ? Lúc đầu á, cái số vốn hiện có của mình á là nó có sẵn là cái mặt bằng. Thì mình tính mình bỏ, mình tu sửa một ít thôi. Một ít là gì? Mình làm mấy cái hố xí cho nó gọn gọn lại. Rồi bàn ăn, rồi nhà bếp, mấy cái đó mình để ý trước, để làm lại từ đầu thì mình tính là chừng 70 triệu thôi. Nhưng mà sau 70 triệu là mình làm một thời gian một tháng đâu mất hết 70 triệu mình chưa thành. Thì mình đã thiếu, thiếu thì bắt đầu mình đổ vô thêm cỡ trăm mấy, cũng chưa thấy đâu. Ngay thời gian đầu là mình đã làm và tiếp khách luôn. Mình cũng chưa được chính quyền người ta bài mình làm thế nào để giấy hợp lệ để mình phục vụ khách. Mình chưa biết cái gì về du lịch hết. Tại vì mình khoái thì mình làm. Thì thích cái đó là cái hơi hụt hẳn của một cái giai đoạn đầu rất khó cho mười. Cái giai đoạn khó khăn đó kéo dài khoảng bao nhiêu lâu vậy? Khó khăn thì kéo dài nổi trong một năm thôi, nó không có nhiều. Vì mình rất là may là mình có cái nghề đầu bếp, mình nấu ăn, mình phục vụ bếp của đám cưới rồi đấy. Cho nên mình mau có cái số vốn đấy để mình đắp lần ra. Nó không có cái bản vẽ từ đầu. Mà cái này mình làm theo kiểu chấp giá. Chú Mười đã bắt đầu từ con số chỉ khoảng tầm độ 100 mấy chục triệu thôi đúng không ạ? Nếu mình chưa có kinh nghiệm mà mình đổ số tiền quá lớn ra mà mình không thu hồi lại được thì đôi khi nó là một cái sự thất bại. Thay vì là mình cứ bắt đầu những cái nhỏ, mình vừa làm vừa học, vừa làm vừa học, từ từ lên. Nếu ngay lúc đầu mà mình mở ra mình bỏ 1 tỷ để mình hốt lại vài tỷ thì điều đó xin khuyên với các bạn đừng làm. Dạ đúng rồi. Tại vì cái mục đích du lịch là nói như Mười Nở đã nói, đã trải nghiệm. Mình có bao nhiêu đây, mình cứ làm bên đây. Mặc dầu mình bỏ ra cả tỷ, nhưng mình may mắn được trải nghiệm. Đây sẵn Mười chia sẻ với hai bạn luôn. Mình trải nghiệm là được cái gì tại chỗ. Nếu em đi du lịch tới Mười Nở để trải nghiệm một đêm thì giữa em, Bảo và gia đình mình sẽ trải nghiệm được cái tình cảm, cái cuộc sống của Mười. Nó chan hòa nhau, không những em nhưng mà Mười Nở sẽ được hưởng những cái gì mà em mang đến. Và đất nước phương Tây họ đến là Mười không bao giờ mơ để được một cái số tiền để mình đi từ đây qua Pháp hoặc Mỹ. Thì họ đã từ bên đó họ tới họ trò chuyện với mình. Thì cái đó là một cái điểm nhấn. Nếu ai muốn đi du lịch tại chỗ thì cứ bắt chước Mười Nở mở homestay. Để mình hưởng được những cái gì từ nơi xa người ta đem đến và mình chỉ chịu khó phục vụ thì mình sẽ được hưởng hết những tất cả. Thì có lần Mười Nở hỏi với những người Mỹ, người Pháp, lý do nào các anh đến mà tìm cái chỗ này? So với đất nước của bạn thì đất nước của tôi đang phát triển từ từ chứ còn chưa có đã được phát triển như các bạn, thì những cơ sở vật chất này không đáp ứng cho các bạn. Bác các bạn nghĩ sao? Thì Mười Nở rất là phấn khởi khi các quý vị này nói họ đã từ bên Mỹ và Pháp, họ đã book từ bên đó, họ muốn gần Mười Nở, gần những bà con làm homestay để họ nếm trải được cái sự mà họ ao ước, chứ không phải là họ tới Việt Nam để họ chui vô khách sạn để họ nghỉ. Điều đó làm cho Mười hết sức là phấn khích. Đối với lại những ai mà muốn kinh doanh theo cái mô hình này thì chú Mười có những cái lời khuyên nào với lại họ không? Nếu muốn làm như Mười Nở là phải chịu khó mới thành công. Anh đây được biết là Quang Bảo cũng là một cái người mà đi du lịch nhiều, thậm chí là không chỉ Việt Nam mà là homestay của các nước khác nữa. Như vậy thì Bảo thấy là
homestay ở Việt Nam có những cái mặt hạn chế nào so với lại các nước? Là mình bị hạn chế là bởi vì mình chưa có liên kết với lại trên một cái hệ thống trên toàn thế giới. Tại vì hiện tại trên thế giới có một cái trang web tên là Couchsurfing, tức là dịch ra là giống như là mình lướt ở trên những cái sofa của những cái ngôi nhà đó, dành cho những ai mà họ đi du lịch mà giống như là một lần họ đi cả tháng, hai tháng trời, hoặc là qua châu Âu, họ đi từ nước này qua nước khác, thì họ sẽ lên trên đó. Thì có những cái người họ đăng ký trên đó là nhà của họ như thế này, như thế này, như thế này. Nếu bạn thích, bạn thêm vào ở. Mà đa phần á, là miễn phí, là bởi vì bản thân những cái người mà họ đăng ký ngôi nhà lên là họ cũng thích đi du lịch nữa. Cho nên là bây giờ là họ sẽ cho bạn ở nhờ. Rồi sau đó nếu như mà một dịp nào đó mà họ quay tới đất nước của bạn thì họ sẽ nhờ lại bạn. Thì nếu như là mình đang giúp đỡ qua lại để mà mình giảm thiểu được cái số tiền mình phải bỏ ra khi mình đi du lịch, thì thường là khi mà tới những cái khu vực đó thì mình sẽ tới nhà họ ở. Cũng không cần phải là một cái gì, một cái nơi gọi là có giường nệm gì gọi là quá chỉnh chu đâu. Đôi khi là chỉ cần ngủ trên sofa thôi thì nó cũng đã tiện lợi lắm rồi. Tại vì ở bên nước ngoài á, thì cái sofa nó cũng chả khác gì một cái giường ngủ cả. Nó rất là tiện nghi. Và nhưng mà nó khác so với bên mình á, là bởi vì bên đó là chỉ cho mình ngủ thôi. Nhưng còn ở Việt Nam mình á, như là chúng mưa là mình tốt hơn họ cái chỗ đó là mình có dịch vụ. Mình có cái điều muốn đem đến giới thiệu cho họ. Thì tại sao mình lại không tận dụng, mình kết nối với lại những cái hệ thống như vậy để mà mình nâng cái du lịch của mình lên. Mình giới thiệu, mình quảng bá rộng rãi cái homestay của mình đến với lại mọi nơi trên thế giới. Là một người đi du lịch thì Quang Bảo có lời khuyên nào dành cho những bạn mà thích đi theo homestay? Thực ra mình đi tới đâu cũng vậy. Tại vì giống như là mình không bao giờ muốn người khác bước vào nhà của mình để mà xả rác hay làm nó bừa bộn. Thì việc đầu tiên mình nên làm là mình cũng nên làm y chang như vậy khi mình bước tới nhà của ai đó. Mình phải giữ gìn nhà của họ giống như là nhà của mình vậy. Một lần nữa thì con xin được cảm ơn chú Mười. Xin cảm ơn Quang Bảo ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều những điều thú vị về homestay cho không chỉ là Khánh Ly mà là những vị khán giả nào mà quan tâm đến du lịch và cực kỳ thích du lịch. Thì Mười xin chúc cả một cái ekip trong công việc của mình nó là thuận lợi. Chúc quý khán giả vui sống mỗi ngày. Nó niềm vui, đầy niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn Khánh Ly rất là nhiều. Quý vị thân mến, và tạm biệt với hai vị khách mời của chúng ta cùng với chuyên mục trò chuyện cuộc sống, thì Khánh Ly xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc tận hưởng cuộc sống.